Xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của Shop Nhật Việt. Hôm nay mình xin giới thiệu tới các bạn một loại máy cạo râu. Máy cạo râu hàng nội địa Nhật Bản, hot nhất hiện nay năm 2019. Như cánh đàn ông, con trai thì ai cũng đã từng sử dụng qua máy cạo râu hay dao cạo. Nhưng những máy đó thì lại có thể làm cho da của chúng ta bị tổn thương, thậm chí là nhiễm khuẩn, gây hại đến làn da của chúng ta. Chính vì vậy thì hôm nay mình muốn giới thiệu tới các bạn một loại máy cạo râu. Mẫu máy cạo râu của hãng Panasonic. Máy cạo râu thì được thiết kế với tiêu chí luôn mang đến sự nhỏ gọn, tiện lợi và dễ sử dụng đối với người dùng, đặc biệt là sự bền bỉ, êm ái, mang lại cảm giác dễ chịu cho người sử dụng. Đây là mặt trước của sản phẩm máy cạo râu Panasonic, mã sản phẩm là ES6500P. Đấy ạ. Mã sản phẩm thì được thiết kế rất là nhẹ. Nó chỉ có trọng lượng thì chỉ khoảng 150 gram. Nó chỉ tầm tương đương khoảng như một chiếc smartphone các bạn hay sử dụng này. Thiết kế thì sản phẩm thì được thiết kế với dạng lưỡi vát cong 30 độ, giúp cho máy có thể làm sạch được đến tận chân những sợi râu cứng nhắc, vướng víu và khó chịu trên khuôn mặt ạ. Bên ngoài thì được làm một lớp màng lưới để giúp cho bảo vệ cái lưỡi của máy không chạm đến da của chúng ta làm tổn thương da. Thì chất liệu của chúng thì được làm bằng chất liệu thép không gỉ, cho chúng ta thời gian sử dụng bền bỉ và không lo làm tổn hại đến da, ví dụ như các vết ố gỉ trên dao, trên lưỡi nó sẽ không có ố gì, nên là sẽ an toàn đảm bảo 100% cho da của chúng ta. Đấy, máy thì được thiết kế với tông màu trắng, mang đến một sự thanh lịch. Ở đằng sau thì nó được thiết kế với màu xám ở mặt sau đấy ạ. Khi sở hữu sản phẩm này thì nó sẽ giúp bạn tỏa sáng. Máy cạo râu là một món quà cho các đấng mày râu khi các chị có thể mua về cho chồng mình dùng, hay các anh cũng có thể sở hữu cho mình để sử dụng một cách tốt nhất ạ. Chính vì máy được thiết kế với một góc 30 độ nên nó sẽ cho một cảm giác tuyệt vời, nó làm việc một cách hoàn hảo với độ chính xác cao nhưng lại rất nhẹ nhẹ nhàng trên từng đường cạo, ôm sát da đến khó tin và làm cho gương mặt bạn tỏa sáng hơn. Không giống như các sản phẩm khác ở trên thị trường, đặc biệt khi sở hữu máy cạo râu Panasonic ES6500P này thì nó sẽ đặc biệt giúp bạn tự tin hơn khi giao tiếp với mọi người xung quanh và đặc biệt là với phụ nữ. Đây là hình ảnh mở hộp, là shop mình đã mở hộp ạ. Máy có một sự nhỏ gọn và rất rất là tiện dụng ạ. Máy này thì được thiết kế nhỏ gọn nên là rất phù hợp với các anh có thể đi du lịch hay đi công tác xa mà cần đến sử dụng thì mang theo nó cũng rất dễ dàng và tiện lợi vì chúng nhỏ gọn. Máy thì được sử dụng với hai viên pin AA nên rất dễ dàng thay thế. Khi hết pin thì chỉ việc mua pin ở ngoài thị trường ngoài thì có thể tự thay thế vào được ạ.
thay thế thì cũng rất dễ dàng. Đây. Đây các bạn chỉ cần tháo cái nắp lưng đằng sau này ra. Tháo cái nắp lưng đằng sau này ra. Xong rồi các bạn thay pin vào là được. Thay thế pin rất đơn giản. Sản phẩm này thì hiện nay tại năm 2019 sản phẩm này là một sản phẩm mẫu mới và được shop Nhật Việt xách tay từ bên Nhật Bản về tới Việt Nam và trao tận tay tới các bạn sử dụng nó. Nên là các bạn không phải lo về vấn đề máy bị lỗi thời hay là máy từ những cũ của những năm trước. Dù là máy tại Nhật Bản, nội địa Nhật Bản được shop Nhật Việt xách tay về nhưng mà giá nó cũng không hề cao, bị đội lên cao. Shop bán với tiêu chí đưa đến tay các bạn sử dụng với tiêu chí tốt nhất. Vì nếu đẩy giá lên cao thì sẽ rất ảnh hưởng tới các bạn. Đây là video mở hộp sản phẩm mà bên mình cũng đã mở hộp. Thì link video thì mình để dưới phần mô tả. Thì các bạn có thể ấn vào đấy xem một cách nhanh chóng nhất. Hàng này bên mình có sẵn. Nên là các bạn chỉ cần đặt hàng là bên mình có thể vận chuyển tới cho các bạn. Nếu các bạn ở nội thành Hà Nội thì có thể nhận hàng trong vòng khoảng 3 giờ đồng hồ. Còn nếu các bạn ở ngoại thành hay là ở tỉnh thì bên mình hỗ trợ gửi qua chuyển phát nhanh thì các bạn nhận hàng trong tầm khoảng 2 đến 3 ngày. Đó thì shop mình cũng hỗ trợ mua hộ hàng từ bên Nhật về Việt Nam. Thì các bạn có nhu cầu thì sẽ tìm hiểu và gửi liên hệ với mình qua 4 cách như là gửi link vào email qua email shopnhatviet.com a@gmail.com hoặc là chat qua Facebook thì có chat qua Facebook này, đặt hàng online tại fanpage hoặc gọi điện trực tiếp qua bên mình qua số điện thoại. Thì mấy cái phần này mình sẽ để ở dưới phần mô tả của video. Các bạn có thể vào đó và xem trực tiếp liên hệ cho nó dễ. Video của mình tới đây là kết thúc. Xin chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở các video tiếp theo.